Này vợ. Thế này mà đủ tôi mua à? Đưa đây. Vợ làm thế này thì lại không có tiền mua lợn rồi. Ai. Vợ ơi, chồng về rồi. Ừ. Vợ ơi, chồng đói quá, vợ đi về cơm mẹ ăn đi. Anh không để tao đang bận à? Hey, vợ với chắc con. Vợ ơi, vợ không nấu cơm được chồng à? Anh ăn từ đi mà nấu, không thấy tôi đang bận à? Vợ, được. Thôi bà nhà ăn cơm thôi. Anh cứ ăn trước đi. Vậy chồng đói quá, chồng ăn trước nha vợ ơi. Vợ ơi, vợ nhà cháu đi xem qua lợn chú báo, nếu hết giá thì chú mua về nuôi nhá. Anh còn bao nhiêu tiền đấy? Gần triệu vợ à. Mua gì mà mua, anh đưa tiền cho tôi để cho cháu đi mua quần áo mới. Vợ à, tiền này để cháu mua lợn nha, rồi cháu đi làm cháu sẽ mua cho vợ sau. Không được, anh nói anh thương tôi làm cơ mà, xin tiền mua bộ quần áo cũng không cho. Thế tuần trước cháu vừa mua cho vợ mà. Cũ rồi, tôi không thích mặc nữa. Vợ à, vợ biết nhà mình nghèo, vợ phải mặc theo hoàn cảnh chứ. Này vợ. Thế này mà đủ tôi mua à? Đưa đây. Vợ làm thế này thì lại không có tiền mua lợn rồi. Ai. Vợ ơi, vợ ở nhà tí vợ nhớ cho gán nhá, chồng đi làm đây. Ừ. Oh.
Alo. Alo, anh yêu à? Chồng yêu à? Vâng. Chồng em ở nhà. Chồng em đi làm rồi ạ. Ok, anh yêu. Bye nhé. Bye. Của anh em ơi, cố gắng để làm ấy, có tiền money cho vợ quần áo mới. Em sống với anh ta em không thấy việc đợi em. Em sống với anh ta chẳng lo được cái gì cho em cả. Thôi không sao, anh sẽ lo cho em tất cả. Em cảm ơn anh yêu. Em cảm ơn em không nhận đâu. Em cầm đi, anh cũng muốn em thu đến khác. Vâng, em cảm ơn. Không sao đâu. Anh thôi đi. Tôi đi làm cả ngày vất vả vì cô, mà cô lại đối xử với tôi như vậy à? Anh làm vì tôi, bản thân anh còn không lo được. Thằng kia, tất cả là tại mày. Mày không nói được vậy mày để tao nuôi. Anh có gì tao? Em không, từ giờ anh đừng có làm phiền tôi nữa. Tình cảm bao lâu nay anh thì cho em, thế nào, em quên rồi sao? Đúng, tôi ở với anh, nhưng chỉ là ở tạm thời thôi, chứ ai thèm ở ngôi nhà rách nát của anh. Mày từng biết thân biết phận đấy. Cút! Anh hiểu được lắm.